Thưa quý vị, theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nhiều tuyến đường cao tốc do ngân sách đầu tư đã đưa vào khai thác sử dụng. Sau khi các tuyến đường cao tốc này hoàn thành xây dựng các công trình thiết yếu như trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh ITS, việc thu phí sẽ bắt đầu triển khai thực hiện, dự kiến từ tháng 5 năm 2025. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay có 12 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư, đại diện chủ sở hữu, đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, đủ điều kiện thu phí là cao tốc Lào Cai Kim Thành, Hà Nội Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Cao Bồ Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Cam lộ La Sơn, La Sơn Hòa Liên, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Mỹ Thuận Cần Thơ. Cục Đường bộ là cơ quan được giao quản lý tài sản sẽ trực tiếp tổ chức quản lý, bảo trì, thu phí đối với các đoạn cao tốc do nhà nước đầu tư sở hữu quản lý khai thác theo quy định pháp luật. Việc tổ chức thu phí sử dụng đường cao tốc sẽ thông qua trạm thu phí, áp dụng mô hình giới đầu vào ETC đa làn tự do, không có barrier, đầu ra ETC đơn làn có barrier, thông qua việc lựa chọn đấu thầu đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí. Về mức phí, trước đó Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đường cao tốc có 4 làn xe, mức phí thấp nhất là 1.300 đồng 1 km, cao nhất là 5.200 đồng 1 km. Đường cao tốc có 4 làn xe trở lên, mức phí thấp nhất là 1.500 đồng 1 km, cao nhất là 6.000 đồng 1 km.